Ừ, kéo luôn đi, một mình kéo luôn đi. Kéo rồi. Ừ, vô trong mấy máy nhóc cháu rồi, máy chắc nhóc rồi. Mấy cái máy trên đó kìa. Xe dở quá mà. Quá trời đường sình luôn á nha. Hiếu xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mới đầu video thì Hiếu cũng xin gửi lời chúc sức khỏe anh cô dì chú bác gần xa và các anh em đồng nghiệp nha. Nay thì cũng không có gì làm ở nhà. Thì ở đây rủ chị Cường lên đây đi bắt chuột nữa nha. Em cái lồng theo đây chị Cường lên đây nha. Nói chung thì giờ thời buổi thất thu rồi nên là đi kiếm chuột rồi gì bắt giải trí chơi đó nha. Mọi nhà xem cái gì đó sai sót cái nhà không cảm nha. Thì đồng quê mà mình chỉ có vậy thôi nha. Thì Hiếu sẽ đi bắt được cái gì đó Hiếu sẽ review cho nhà xem nè. Cái cảnh lúa ngoài đây nè khá là đẹp luôn nha nha. Để Hiếu quay qua bên cam sau cho nhà xem nha. Đấy. Rồi mấy anh kinh mấy cái máy này nha, cũng có người bắt kìa Cường, giành lợi người ta không, giành lợi người ta không kìa, có người bắt nữa kìa. Này cũng có hai máy cắt cái gì nữa nha, vòng vòng này khá lớn nữa nha, nó cũng có mấy cái máy cắt bển nữa nha. Mưa chân sạch luôn, chuột hết trơn. Năm nay chuột cũng giảm đó, chung bắt về làm món ăn gì thôi chứ nhiều thì không có nha. Vậy trí anh em đi vừa chơi mấy cặc người đó nha. Cái máy ngoài kia lạc cái gì luôn kìa Cường. Cường máy ngoài kia bị lạc cái gì kìa, phải không? Lạc, máy lạc. Có ba đứa bắt hả? Dạ. Có hai đứa cần gì nhóc nhóc nó bắt hả? Đó nha, máy đang cắt hồi đó có chuột gì đâu nha. Máy đang cắt cái nha. Cường đang đứng trên máy bên kia nha. Mấy con rồi. Đâu? Thôi rồi. Cha. Hai con bự dữ vậy. Chờ ra mặt mũi rồi. Rồi dí nữa đi. Đây, quay qua đây quay cái máy bị lúng nữa nha xem. Trời luôn. Nghiêng xuống kinh nè, à, bị chợt xuống kinh. Nhưng ở đây không nào quay được.
đang kéo nha cả nhà. Ê bà Châu. Trời ơi. Tại cái đường này nó dạng mà nó nhỏ quá nha. Ôi trời. Hay mà ta xứ mình lượt lãng. Bây giờ lên nè, đi đâu nó chọc tới gì nó trời luôn. Giờ lấy ai chứ có cắt lại, có tiền cỡ lên cho nó lên không. Đoạn là YouTube phải đoạn đang chạy hả đoạn đang. Sao xứ lại cái kia đó. Khá là nguy hiểm đó nha. Lại nổi được một cuốc đất thả vô luôn à. Bây giờ đứng là vậy, chú ý là vợ cho đứng là đứng là luôn chứ không có đi. Chồng đi là nó lọt. Chồng đi là nó lọt tiếp chứ rồi. Đất thả vô rồi đồng cho nó lên rồi là đây cắt lúa. Bạn ơi. Ừ, kéo luôn đi, một mình kéo luôn đi. Kéo rồi. Thì mấy chú đang ngồi nó chờ máy cắt ngoài kia đó nha, lần phụ kéo nữa nha. Ngọc, bạn Hiêu. Đoạn xây sạch rồi, phần nhất ăn lên. Sao đi phụ kéo đây anh? Máy kéo này kéo không nổi nha. Nó nghiêng xuống quá. Bây giờ thì Hiếu tiếp tục qua đây Hiếu dí chuột nha nha. Dí chuột rồi đó. Để anh em ở đó anh kéo nha nha. Cũng có kìa, hai kia bắt kìa, có bự cho bá kìa, không ơi, chạy rồi ấy. Nói chung á, Hiếu chỉ quay cái cảnh cho nhà xem thôi nha. Nếu mà hồi đó Hiếu có bắt chuột á, Hiếu cũng không quay được, tại Hiếu quay điện thoại á. Nên là Hiếu chạy đồ rung lắc á, một tay làm sao chụp được á nha. Nhà xem cũng không cảm ra có gì, Hiếu sẽ quay thành phẩm cho nhà xem thôi. Khá là mệt. Ê, để em sửa ra cái. Bự không? Bắt chuột kìa, chuột chạy không vậy? Cái khúc này là cái nhà tại vì Hiếu quay được một chút rồi xong rồi Hiếu bỏ điện thoại ra, Hiếu nhảy xuống, Hiếu phụ kéo con bò này lên đó cái nhà, Hiếu không quay được cho nhà xem, xin cái nhà cũng thông cảm cho nha. Quá trời rồi cái nhà ơi, trời bắt ra nãy giờ bắt mấy con rồi cái nhà ơi.
khán giả khá đông luôn, là thanh niên, toàn là thanh niên không à cả nhà, đó thấy không. Chuột vọt ngựa có ba con mà lính bắt là ba chục người bắt rồi, là chuột này ở đây là không có chạy được đâu đó chứ. Còn cái ông mà trên ngồi trên cái xe gì ta, xe cẩu đó kìa, cứ thấy con nào chạy ra cái nhảy xuống phóng cái chụp một cái lấy trái lấy khỏi thoát luôn. Hả, thấy không, đẹp trai luôn nha. Nè đó, chụp xong cái là lột ra là che luôn, tới chiều gì có mồi. Đây nè, ôi vui đó, quá trời luôn. Chiếc cường ngoài nó lư luôn đó nha, ngồi đó luôn. Trời ơi, chứ nè, nãy giờ thì Hiếu không quay gì được đó nha, thì Hiếu cũng phụ bắt chiếc cường đó nha. Bây giờ cái ruộng miếng rồi anh em bắt chuột à, khá là đông luôn nha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, cái chuột nữa. Còn ở đây một mớ nữa nữa cả nhà. Cho nên là Hiếu cầm điện thoại á, thì Hiếu không có đi review được á nha. Cái này thông cảm nha. Đây, thì nãy giờ thì cũng bắt được một mớ thôi nha. Bây giờ qua bên miếng đó cắt nữa nha cả nhà. Thì ở nhà xem thì ấy có gì sai sót thì nhau thông cảm nha. Thì sáng thì giờ đi bắt ngoài kia thì gặp cái máy nó bị té xuống kinh. Hồi nãy thì gặp con bò, có con bò hút ở trên đây nè cả nhà, đây nè, thì rớt xuống kinh luôn, lại phụ kéo lên. Nãy giờ thì thành quả nè cả nhà. Đây. Ồ, cũng khá là nhiều nha cả nhà. Còn ở dưới mớ nữa. Giờ thì Hiếu chuẩn bị Hiếu up video nha cả nhà. Không có quay nhiều được, nó chia sẻ cho cả nhà xem giải trí ở cánh đồng miền quê của mình thôi nha cả nhà. Giờ thì Hiếu xin up video nha. Và hẹn gặp lại những cái video clip tiếp theo. Bye bye cả nhà.